Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phần tiếp theo khi móc chiếc áo này nhé. Bây giờ mình sẽ tới cái phần ráp cái thân trước và thân sau vào với nhau. Thì ở đây mình đã thực hiện ráp được một bên rồi, một bên thân trước vào với thân sau rồi, thì mình sẽ sử dụng là mũi đơn thôi nha. Ở đây thì trước khi ráp các bạn sẽ đặt cho mình mặt phải mặt phải của cái áo, cái thân đằng sau này hướng ra phía bên kia, mặt trái hướng lên trên, mặt phải hướng xuống dưới, mặt trái hướng lên trên, và mình đặt hai cái miếng thân đằng trước này, mặt phải hướng lên trên và mặt trái hướng xuống dưới thì nó ngược với cái thân sau. Mình đặt hai cái phần vai này vào với nhau, sau đó chúng ta sẽ sử dụng kim đánh dấu, chúng ta đánh dấu hai cái phần này lại, rồi sau đó mình sẽ lật trái hai cái phần móc này và chúng ta sẽ ráp. Thì khi mà móc xong cái phần thân áo, các bạn để nguyên cái cuộn sợi, sau đó chúng ta ráp. Sau đó ráp xong rồi mình hãy cắt sợi nhé, chứ mình đừng có móc xong rồi mình cắt sợi luôn, thì mất công tới khi đi ráp cái hai cái thân áo này với nhau thì chúng ta lại phải nối sợi. Đây, mình sẽ đâm kim và mình kẹp cái phần sợi thừa này vào. Trong quá trình mình ráp, mình sẽ kéo cái sợi bên kia qua. Cái phần ráp này nó cũng bình thường như những cái váy áo khác thôi, thì tùy các bạn sử dụng mũi gì cũng được. Này, các bạn sẽ ráp một mũi bên đây với một mũi bên kia và một mũi đơn, thì trong quá trình ráp mình sẽ giấu cái sợi thừa này đi. Và cái phần bính này mình cũng đâm xuyên qua cái mũi bính nhé. Đâm xuyên qua mũi bính này mình ráp. Cứ một mũi bên đây các bạn sẽ ráp với một mũi bên kia. Sao cho tất cả các mũi ở cả hai phần thân áo này nó được ráp với nhau. Cứ một mũi bên đây mình sẽ ráp với một mũi bên kia. Một mũi bên đây và một mũi bên kia ráp lại với nhau. Chúng ta canh chúng ta ráp làm sao cho toàn bộ mũi của hai bên cái phần thân vai, thân trước và thân sau này nó vừa đủ, vừa khớp với nhau nhé. Đừng có để nó thừa ra. Tới đây cái phần sợi này đã được nẹp nhiều thì chúng ta có thể cắt đi để mình ráp cho nó dễ. Bây giờ một mũi bên đây, một mũi bên đây, mũi đơn. Giờ tới cái phần bính này, đâm qua bính, bên đây cũng đâm qua bính, lấy sợi lên và kéo sợi qua, thì chúng ta sẽ ráp toàn bộ là mũi đơn bình thường. Như vậy cho tới hết hàng nhé. Tới những mũi cuối cùng chúng ta cũng ráp một mũi bên đây với một mũi bên kia, và sau đó kết thúc bằng một mũi bính. Bây giờ mình sẽ cắt sợi. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái phần ráp.
thân trước vào với thân sau. Ráp xong thân trước vào với thân sau rồi thì đây sẽ là chiếc áo của mình sau khi ráp xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phần tiếp theo là đi móc cái phần tay áo này. Thì đây là cái phần tay áo mà mình đã móc xong. Đây sẽ là mặt phải, các bạn sẽ gấp lại. Và các bạn sẽ ướm thử vào cái phần tay áo này, vào cái phần nách. Đây, vào cái phần nách. Đây, thì đây chính là cái phần tay áo của mình. Thì cái phần thân này lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp thân, sau đó mình sẽ ráp vào tay luôn nhé. Bây giờ mình sẽ đi mình móc tay áo. Ở đây móc xong rồi thì chúng ta sẽ cắt sợi. Tại vì chúng ta sẽ ráp từ dưới nách, chúng ta ráp lên chứ không có ráp từ cái phần vai này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chúng ta thực hiện móc cái phần tay áo. Móc tay áo hôm nay là ngày 1 tháng 9. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái chạp tay áo đây này, chính là cái phần này. Đầu tiên mình sẽ móc hàng bính này, sau đó chúng ta sẽ móc hàng tăng này, hàng đầu mũi, sau đó hàng tiếp theo móc bình thường, rồi tới một hàng tăng, rồi tới hàng bình thường và tới một hàng tăng. Thì chúng ta sẽ móc là 1, 2, 3, 4, 5 hàng, sau đó chúng ta sẽ đi giảm dần lên. Móc tăng dần này, sau đó giảm dần này, tới cái phần vai. Thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình một dây bính. Một dây bính dài 25 cm. Thì ở đây là các bạn sẽ đo cho mình, đo vòng tay, vòng quanh bắp tay, sau đó móc dây bính bằng vòng, bằng số đo vòng bắp tay. Nếu mà muốn rộng hơn thì các bạn có thể cộng thêm từ 2 đến 4 cm nhé, để cho cái phần tay của mình nó được rộng rãi ở đây. Còn nếu các bạn muốn móc tay ôm thì các bạn sẽ móc bằng đúng cái số đo của vòng tay bắp. Ở đây ví dụ như mình có số đo bắp tay là 25 cm. Thì mình sẽ móc dây bính là dài 25 cm. Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ móc cái phần dây bính dài đúng bằng cái số đo phần bắp tay của mình nha.
Và khi móc dây bính thì các bạn nhớ là mình sẽ luôn đổi cái đầu kim lớn hơn là cái đầu kim mình móc chính. Các bạn sẽ móc cho mình dây bính. Móc cho mình dây bính và móc đều tay, nhẹ tay thôi, đừng có kéo căng quá. Các bạn sẽ móc cho mình đoạn dây bính 25, dư ra một chút để chúng ta lên hàng kép, chúng ta sẽ đo lại. Bây giờ mình sẽ lên một, lấy sợi lên kim cách 1, 2, 3, 4, móc vào chân số 5 một mũi kép. Đây, như ở cái phần cái chạc này, các bạn sẽ lên 3 bính, sau đó móc vào cùng cái chân móc đó một mũi kép là mình đã tăng ở cái hàng đầu tiên. Sau đó lên một bính và các bạn móc cho mình cách một chân móc, móc chân móc tiếp theo một mũi kép, cách chân móc, móc chân móc tiếp theo một mũi kép. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ móc cho mình tới mũi kép thứ 5. Ở đây được mũi kép thứ 4 này, lên một bính này, cách một chân móc mũi kép thứ 5. Sau khi móc được 5 mũi kép rồi, các bạn sẽ móc cho mình một mũi bắp, cách một chân móc, móc vào chân móc tiếp theo một mũi bắp. Cái quy tắc móc này nó giống tương tự như cái phần thân áo. Cứ 5 mũi kép thì chúng ta sẽ móc một mũi bắp. 2 mũi kép, 3 mũi kép, 4 mũi kép vào chung một chân, sau đó chúng ta trụm một đầu. Rồi lên một bính lại móc cho mình tiếp, mỗi cách một chân móc, móc cho mình một mũi kép. Lên một bính, cách một chân móc, móc một mũi kép. Rồi lại lên một bính, cách một chân móc, móc vào đây một mũi kép. Lên một bính, cách một chân móc, móc một mũi kép, cách một chân bính, móc mũi kép thứ 5. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện móc hạt bắp tiếp theo. Cách một chân bính, móc vào đây hạt bắp. Qua 1 được 1, qua 2 được 2, qua 3 được 3, và qua 4 được 5 sợi trên kim. Đó, cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng nhé. Quên, sorry các bạn, là cái hàng đầu tiên này chúng ta sẽ chỉ móc toàn bộ mũi kép thôi chứ không có móc lên hạt bắp. Hàng thứ hai trở đi thì chúng ta mới móc hạt bắp, mình bị nhầm nhé. Các bạn sẽ móc cho mình là cái phần đầu mình vẫn móc y như vậy, là lên 4 bính móc vào chân móc số 4. Rồi cứ cách một chân chúng ta sẽ móc một mũi kép, và hai mũi kép thì sẽ cách nhau là một bính. Lên một bính này, cách một chân móc một mũi kép. Lên một bính, cách một chân móc một mũi kép. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cái hàng một cho mình cho tới cuối hàng nha. Đây mình sẽ ghi lại nè, móc dây bính bằng số đo bắp tay cộng với khoảng 5 cm. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ móc hàng 1 này. Hàng 1 lên 4 bính này, sau đó cộng với mũi kép vào chân bính số 4. Chân bính số 4 bạn sẽ móc cho mình này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Các bạn sẽ đếm cho mình 1, 2, 3, 4, móc vào chân móc số
5 chứ, trên móc số 5 chứ, trên móc số 5, một mũi kép. Để chúng ta sẽ được hai mũi kép chung chân trên bính số 5. Sau đó chúng ta sẽ móc cụm này, một bính cộng với một kép cho đến cuối. Cuối và chúng ta sẽ móc hai kép chung chân. Kết thúc khoảng 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên một bính này. Cách một chân móc, móc vào đây một mũi kép. Sau đó lại cách một chân móc. Cách một chân móc, móc vào đây một mũi kép. Cứ mỗi một mũi kép này mình sẽ cách nhau là một bính. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thực hiện. Khi móc gần tới cuối hàng một này rồi, các bạn sẽ dùng thước dây các bạn miết, miết cái hàng kép này. Nếu mà cái hàng kép tới cái độ dài 25 bằng cái số đo vòng bắp tay rồi thì các bạn sẽ dừng lại ở đây, chưa đủ này thì mình sẽ móc thêm. Sau khi đã móc được hàng bính bằng cái số đo của vòng bắp tay là 25, các bạn có thể móc rộng hơn, có thể tới 26 cm. Và các bạn lưu ý là cái số mũi kép này này, số mũi kép ở hai bên cái phần tay áo này, tay trái, tay này và tay kia nó phải bằng nhau. Ví dụ như ở đây các bạn móc 40 mũi kép thì tí nữa móc tay bên kia các bạn cũng phải móc cho mình 40 mũi kép nhé. Và bây giờ mũi cuối cùng này, mũi cuối cùng kết thúc. Và tới mũi cuối cùng này, các bạn sẽ lên cho mình một bính và móc cùng vào cái chân móc này một mũi kép. Là như vậy chúng ta đã móc xong hàng 1. Móc xong hàng 1, bây giờ hàng 2 chúng ta sẽ bắt đầu móc phần thân. Và móc bình thường không có tăng gì hết. Hàng 2 các bạn sẽ lên 4 bính này, sau đó cộng với kép 5 mũi kép, rồi cộng với bắp, sau đó lại cộng với 5 kép, rồi cộng với bắp, tương tự cho tới hết hàng và kết thúc sẽ là mũi kép nhé. 1 2 3 4, quay ngược trở lại, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép, chân móc tiếp theo mũi kép thứ hai, chân móc tiếp theo mũi kép thứ ba, chân móc tiếp theo mũi kép thứ tư, chân móc tiếp theo mũi kép thứ năm. Sau khi đã móc được 5 mũi kép, chúng ta sẽ móc một mũi bắp vào chân móc tiếp theo. 1 mũi 2 mũi 3 mũi 4 mũi, và có 5 sợi trên kim kéo qua lên một bính. Sau đó chúng ta lại móc tiếp 5 kép, một bính, mũi kép thứ hai lên một bính, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm. Sau khi móc xong 5 kép rồi, chúng ta lên một bính và thực hiện móc mũi bắp. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ móc cho mình cho tới cuối hàng nha. Và mình sẽ kết thúc là một mũi kép vào phần 4 bính. Đó, tương tự như vậy các bạn sẽ thực hiện cho tới cuối hàng cho mình. Tới gần cuối hàng, sau khi móc được 5 mũi kép thì chúng ta sẽ móc tới mũi bắp. Lên một bính, sau đó móc. Mũi kép.
Và mũi cuối cùng các bạn sẽ móc vào chân bính thứ ba của cái bốn bính hàng trước hàng một một lên một mũi kép. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình 1 2 3 4, mình sẽ đi móc hàng ba bốn bính, sau đó cộng với kép vào chung một chân, sau đó cộng với quay ngược trở lại này, cùng cái chân móc vừa lên bính lên bốn bính đó, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép, một mũi kép là mình đã tăng đây theo cái chạc này, nó sẽ là hàng này này, hàng này là mình móc hai mũi kép chung chân là hàng tăng, cứ một hàng tăng, một hàng không tăng, một hàng tăng, một hàng không tăng và một hàng tăng. Và chúng ta đã kết thúc xong cái phần móc phần tay áo, mình tăng lên để cái tới cái phần rộng nhất đây này, chúng ta sẽ ráp vào cái phần nách nó không có bị chật. Rồi sau đó các bạn sẽ lên một bính và móc cho mình, các bạn sẽ móc mũi kép cho tới cái mũi kép thứ ba của cụm 1 2 3 4 5 kép này, thì chúng ta sẽ móc vào đây họa tiết bắp nhé. Một hai kép ba kép bốn kép và năm kép. Tới cái trên mũi kép thứ ba của cụm năm kép thì chúng ta sẽ móc vào đây mũi bắp. Rồi tương tự, bây giờ chúng ta sẽ lại móc 5 mũi kép và cứ 5 mũi kép xong thì chúng ta sẽ tới bắp. Móc kép này. Tới chân kép thứ 3 của cụm 5 kép hàng 2 thì móc bắp. Rồi còn lại thì chúng ta cứ 5 kép cộng với một bắp nhé. Cứ như vậy cho tới hết hàng, và hết hàng mình sẽ kết thúc là hai mũi kép chung chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc 5 kép. Nó chỉ khó ở cái hàng số 3 này, các bạn xác định cái bắp đầu tiên thôi, còn lại trở đi thì nó cứ nhìn, chúng ta cứ nhìn hàng chẵn thì nhìn thẳng hàng hoặc bắp thẳng hàng với nhau, và hàng lẻ thì thẳng hàng với nhau. Bây giờ chúng ta đã móc được tới mũi kép thứ ba của cụm 5 kép này, thì mình sẽ bóc vào đây là mũi bắp 1 2 3 4 và kéo sợi qua. Rồi tương tự mình lại móc 5 mũi kép, sau đó mình lại tới một hạt bắp cho tới cuối hàng nhé. Tới cuối hàng, sau khi móc được 5 mũi kép rồi, chúng ta cũng móc tới một mũi bắp. Kéo sợi qua kim và móc mũi kép. Và ở hàng này chúng ta sẽ tăng nên còn bốn cái phần bính này thì chúng ta sẽ móc vào cái chân bính thứ ba từ dưới lên. Móc vào đây cho mình hai mũi kép. Móc một mũi kép lên một bính và móc tiếp vào cái chân bính đó mũi kép thứ hai. Như vậy là chúng ta đã tăng ở hai đầu. Và hàng tiếp theo 1 2 3 4, hàng 4 thì chúng ta lại móc bình thường giống như hàng 2 nhé. Sẽ lên 4 bính. Quay ngược trở lại và móc. Ở đây thì các bạn này, nếu như cái phần đầu hàng của mình có này 1, 2, 3, 4 mũi kép, thì khi quay ngược trở lại chúng ta sẽ móc vào cái mũi kép thứ đếm 1, 2, 3 này một mũi bắp luôn này. Thì cái này tùy theo cái mà các bạn móc phần tay áo á. Nếu như mà nó có tới 4 mũi kép thì các bạn sẽ móc luôn cái họa tiết bắp này.
vào cái chân kép thứ ba, đếm từ cái bắp này qua 1 2 3 để mình được một cái bắp. Còn không thì các bạn cứ móc cho tới cái mũi kép thứ ba, các bạn móc một hạt bắp cũng được. Thì tùy theo. Cái này là do mình tự điều chỉnh thôi, để cho cái số hạt bắp nó được phân bổ đều thôi, chứ không bắt buộc phải theo cái chạt nào hết. Sau khi móc được 5 mũi kép này, 2, 4, 5, tới cái mũi kép thứ 3 này, trong cái cụm 5 mũi kép này thì chúng ta lại móc vào đây một mũi bắp. 1, 2, 3 và 4 qua 1. Đó, và cái số bắp của hàng 4 này nó sẽ thẳng hàng với cái bắp. Thứ tự móc bắp của hàng 4 sẽ bằng thẳng hàng với cái bắp của hàng 2. Rồi bây giờ chúng ta lại móc tiếp 5 kép. Mũi kép thứ 5. Bây giờ tới bắp của hàng 2 này, kéo thẳng lên, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi bắp của hàng 4. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ móc cho tới hết hàng cho mình. Đó, thẳng hàng với nhau này. Móc tới cuối hàng qua bắp này, chúng ta thấy ở phía này còn 2, 4, 6, 7, 7 mũi kép, thì chúng ta sẽ thêm một họa tiết bắp nữa. Thì ở đây móc được 4 rồi, thêm một mũi kép nữa là 5. Chúng ta sẽ thêm ở đây một bắp nữa. Thì cái việc thêm họa tiết bắp này, các bạn sẽ linh động và cứ đúng theo quy tắc là cứ một bắp nó cách nhau bằng 5 mũi kép thì chúng ta sẽ thêm nhé. Và cuối hàng thì chúng ta móc bình thường, không có tăng gì hết. Kết thúc sẽ vào đầu bính số 3. Và bây giờ chúng ta móc hàng số 5 lên 4 bính. Ở đây thì hàng 4 các bạn sẽ móc cái số bắp thẳng hàng hàng với bắp của hàng 2, bắp của hàng 4 sẽ thẳng hàng với bắp của hàng 2. Hàng 5 các bạn sẽ lên 4 bính cộng với kép trung chân. Sau đó tới bắp của hàng 5 nó sẽ trùng với bắp của hàng 3 nha. Lên 4 bính quay ngược trở lại. Móc vào cùng cái phần mũi vừa lên bính đó một mũi kép là mình đã tăng. Và lên một bính, sau đó chúng ta lại móc. Và ở đây nè, chúng ta lại nhìn này. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 mũi kép, thì chúng ta sẽ tăng vào đây thêm một mũi bắp nữa. Để chúng ta đảm bảo rằng các cái bắp này nó đều cách nhau bằng 5 mũi kép. Mũi kép thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này và thứ năm. Sau khi móc xong 5 mũi kép thì chúng ta lại móc tiếp mũi bắp ở đây này. Bắp ở hàng số 3 lên tới bắp hàng số 5 nó sẽ thẳng hàng với nhau. Rồi tương tự như vậy chúng ta lại móc, sau đó tới đây chúng ta lại thêm mũi bắp này, tới đây lại thêm một mũi bắp này, tới đây lại thêm một mũi bắp ở đây đấy. Cứ tương tự như vậy chúng ta sẽ móc tới cuối hàng, và cuối hàng chúng ta sẽ làm một mũi tăng nhé. Tới cuối hàng rồi, ở đây sẽ còn 4 bính, các bạn sẽ móc vào cái chân bính số 3 cho mình một mũi kép, sau đó lên một bính và móc vào đây mũi kép thứ hai. Như vậy là mình đã kết thúc xong hàng số 5 cộng với 2 mũi kép chung một chân của hàng số 5. Bây giờ tới hàng số 6, các bạn sẽ bắt đầu, các bạn sẽ giảm cái phần tay này. Đây, chúng ta sẽ móc hai đầu nó vát ra như thế này, nó tăng lên như thế này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái phần giảm. Đây,
cái tay của mình nó sẽ đi chéo lên như thế này. Nó sẽ đi chéo lên thu gọn lại tới cái phần vai. Thì ở cái hàng đầu tiên, hàng số 6 này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình mũi trượt vào cái phần dây bính này. Trượt thêm một mũi nữa vào đầu cái mũi kép này. Sau đó lên cho mình 1, 2, 3. Các bạn sẽ bỏ một chân móc, móc vào chân móc tiếp theo một mũi kép. Rồi tương tự bây giờ thì chúng ta sẽ móc bình thường. Chỗ nào móc bắp thì chúng ta móc bắp, chỗ nào móc kép thì chúng ta móc kép cho tới cuối hàng nhé. Tới cuối hàng rồi chúng ta móc. Ở đây còn lại một kép và một bính thì các bạn sẽ móc mũi kép cuối cùng này. Sau đó chúng ta không lên bính và chúng ta sẽ lấy sợi len kim móc vào cái phần đầu bính này. Đầu bính số 4 này, một mũi kép. Và mình đã kết thúc xong hàng số 6. Hàng số 6 này, trượt 2 mũi, 2 mũi trượt. Sau đó lên 3 bính. Cách một chân móc kép. Rồi sau đó móc bình thường. Đến cuối. Cuối thì mình sẽ móc kép. Móc kép, sau đó cách một chân và móc kép kết hàng. Thì đấy sẽ là móc tới hàng 6. Thì ở phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc giảm cho tới khi hoàn thiện xong cái phần tay nhé. Tại vì cái điện thoại của mình nó hết cái dung lượng rồi, nó chỉ quay được tới 30 hơn 30 phút thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.